Chào cả nhà, hôm nay Thảo đang có mặt tại huyện Phụng Hiệp của tỉnh Hậu Giang, và thăm cái hoàn cảnh này là rất là bi đát ở Hậu Giang luôn cả nhà. Đây, mọi người cùng vào bên trong nhà với Thảo đi. Tại mới nghe nghe sơ qua hoàn cảnh là cái chị này câm, rồi anh chồng thì bị ung thư, rồi nhà có tới ba đứa nhỏ nheo nhóc luôn nè. Đấy, rồi Ba đứa nó đứng ra. dạ vậy hả rồi đây ba đứa nhỏ luôn, rất là nhỏ. Rồi mình đi vô trong nhà đi. Trời, không, chú có làm gì đâu, chú có làm gì đâu. Thôi ngồi ngồi trong giường đi, ngồi trong giường đi, rồi em hỏi thăm chị đi ha. À không, chú có làm gì đâu, đừng có sợ. Nó thấy cái máy quay nó sợ. Chị à, chị không có nói chuyện được đúng không? Đó, Thảo nghe nói là chuyện nói chuyện được. Dạ. Không có nói chuyện được như vậy. Chồng chị đâu rồi, anh đâu rồi? Mama. Thôi bệnh viện đó. Bệnh viện rồi. Đang nằm mẫu bên đang nằm. Chị vô trong ngồi cho trò chuyện với em hỏi thăm cái. Chị là chị chồng hả? Chị em bạn dâu. Chị em bạn dâu là chị ruột của cái anh nằm bệnh viện đúng không? Chị dâu. Dâu luôn hả? Chị với nó là như cọc kẹo đi. Dâu luôn rồi. Hai chị em bạn dâu thảo hiểu rồi. Rồi con chị là chị hả? Phải chị á. Chị nhưng mà chị với nhỏ này là chồng nó cũng như là một mẹ khác cha. Mẹ khác cha luôn hả? Chứ không có ba đứa nhỏ luôn vậy. Ba đứa nhỏ, thằng nàng lớn nè. Dạ. Thằng thứ ba, thằng nhỏ. Thằng lớn mấy tuổi rồi chị? Lớn mới 6 tuổi à. 6 tuổi để thằng kế. Kế là 3 tuổi, 4 tuổi gì đó. Mấy tuổi chị? Chị ơi. Nè. Mấy tuổi? Biết mấy tuổi? 4 tuổi. 4 còn thằng Út. Mấy tuổi? 3 tuổi. 1 là... tuổi à? Mới 2 tuổi à? 2 tuổi à? Hơn vậy hả con à, mà bà cũng biết luôn rồi trời. Không biết luôn. Dạ, đẻ gì đẻ tới ba đứa xác xác luôn á. Ba đứa xác xác không á. Rồi anh chồng của chị là bị ung thư hả chị? Ung thư giờ nó mới mổ ngày qua nằm ở Cần Thơ. Rồi ai chăm trên nó? Chồng chị với nhỏ em chồng. Là nhỏ em chồng, hai anh em đang nuôi nó trên thơ á. Vậy á hả? Nó mới điện về hỏi, nó mới điện hỏi thăm nè. Dạ. Ung thư gì vậy chị? Nó bị ung thư đường ruột. Ruột hả? Mổ thì mổ vậy chứ bác sĩ thì gác cứu, chứ không mổ thì nó sống từ dài lắm. Dạ. Rồi giờ như bác sĩ nói mổ có thành công thì sống được có 4 năm. Dạ. Rồi anh là... cho em hỏi thăm cái anh mà chồng của chị này là tên gì? Tỉnh. Tên gì? Nguyễn Văn Tỉnh. Nguyễn Văn Tỉnh hả? Dấu dấu hỏi dấu ngã. Dấu hỏi ha. Dấu hỏi ha, chứ không phải dấu ngã. Dạ, Văn Tỉnh. Anh Tỉnh đó thì bị ung thư rồi, còn một cái người vợ thì là chị đây nè, là bị câm luôn. Tên Kiều, mà không biết hỏi gì nó quên rồi. Tên Kiều. Tên Kiều vậy đó hả? Tên chứ Kiều. Giờ cũng biết. Biết viết không? Coi cái gì vậy? Đi xuống ngoài không? Quá hả? Đi rồi, đi đem đi rồi. Ý là nó bỏ cổ mà chìa khóa cho nó qua đi rồi, bỏ cổ. Rồi, khóa rồi thôi. Cái nhà này là nhà người ta cho đúng không? Nhà tình thương người ta cho đúng không? Nhà tình thương cho lâu chưa chị? Nó có cái bản đó, hồi 2007 gì đó. 2007 hả? Là mười mấy năm rồi đó. Mấy năm rồi mà cho không có gì hết trơn luôn á. Chỉ có cái nhà nè hư hết sắp tên rồi, lúc đó hư rồi nó không có tiền đâu. Chị với nhỏ em đang nuôi nó, chồng nó cảnh đó là hai anh em hùng tiền lại cho nó mua tôn lợp đó. Dạ trời, rồi cái nhà mà tiêu đúng rồi, nhìn cái nhà mà siêu vèo, nhà này gió nó lùa vô cái chắc sập luôn á. Có được đúng hai bức tường luôn, bức tường trắng ở đây và cái bức tường này nè, đúng hai bức tường luôn. Ba bớt cái phần này với phần sau. Vậy là ba bức tường hả? thiếu hai bức tường hai bên. Thiếu hai bức tường hai bên. Dạ trời ơi, đúng khổ luôn á. Hai bức tường hai bên thì không có không có tường á, cho nên phải che bằng cái lá vậy nè. Đó, lá xong rồi lá nó mục quá trời. Nó mục thế là phải che bạc nữa. Rồi hồi chồng nó những người nằm nhà thương đó, rồi chị nói thôi, ấy thì mua bạc thì kéo đỡ cho nó đi, rồi mày đi nằm đi.
Rồi. Trời ở nhà đằng mẹ con nó đừng mưa gió tạt cũng đỡ. Dạ thấy hồi nãy đó, con. Mấy chị kia nói cái hoàn cảnh mà khổ hơn cái chữ khổ nữa luôn á. Đúng rồi đó, nó đó. Khổ hơn chữ khổ nữa. À. Rồi cái que của chị Kiều này ở đâu á chị? Ở bên cái đường khu mà cậu tỉnh mình luôn. À, tỉnh mình luôn. Luôn. Dạ. Trung tỉnh mà bên khu vực sinh thái bên nông trường á. Rồi bà ngoại có mấy đứa nhỏ con không? Còn bà ngoại còn nhưng mà ngoại có ông khác. À vậy hả? Chỗ bà ngoại có ông khác. Chứ không ấy. Dạ. Lên xuống cái này nè con. Chị trước đó nếu mà anh chưa có bệnh thì anh đi làm anh lo cho mấy mẹ con vậy đúng không? Hà chưa có bệnh thì nó đi mần mướn mần thuê rồi đi. Ai thuê gì mần nó vậy đó. Cá mần tôm rồi. Mần cá rồi lúc trước á. Ấy rồi nhà nước thấy dễ thương cho nó vay hộ nghèo được mấy triệu đó. Dạ. Rồi nó mua chiếc xuồng với cái máy rằng nó đi làm phương tiện đi chăn lứ á. Dạ. Rồi mới mua xài đâu có mấy tháng đó rồi phát lên bệnh luôn rồi. Ừ. Giờ để đó. Ngạ bệnh lâu chứ chị? Mình phát cũng biết phát bệnh chắc cũng cỡ 2 tháng. Mới biết 2 tháng rồi. Rồi mới biết 2 tháng là nó trở nặng luôn đó. Ừ. Lúc đó thì đâu có biết đâu chứ lúc đó chị đi hoài cũng đi mận tùm lum hết trơn rồi mới về ở chừng mấy tháng nay đó. Dạ. Quá khổ luôn ha. Đúng rồi, có cũng mấy nhà nhờ mấy nhà hảo tâm xuống cho tiền mới có tiền đi khám bệnh nằm bệnh đó. Dạ. Rồi. Bên đâu chứ không gần nữa. Hai chắc trên thành phố hay gì rồi chứ chú này lỡ cũng 2-3 lần rồi. Dạ. Có chú cũng nhỏ nhỏ con mà lùng lùng đó. Kệ đi kệ cho. Thì đợt đó có lại rồi bữa nay trời mưa có lại cũng có quay rồi đưa lên truyền hình. Dạ kệ đi cho thì ai cho được thế cũng mừng nó hoàn cảnh quá khổ luôn. Mừng. Ừ. Lại cho được mười mấy triệu hồi lại đợt trước á. Dạ. Là cho được 6 triệu. Dạ. Rồi nó mới đi khám bệnh mới biết là bệnh đó. Ừ. Rồi cái mới đợt sau rồi chú cũng dẫn mấy người cái lợi đó lại quay phim là cho được 12 triệu đó. Dạ. Ừ. Rồi là đi bệnh viện nằm luôn tới giờ đó. Ừ. Thì cũng có ai nuôi đâu, chồng chị chứ tới lui mới đầu nó nằm chảnh thì chồng chị đó mới đi tới lui nuôi, lúc đó nó còn đi tới lui được. Nuôi rồi bây giờ nó mổ rồi mới kêu nhỏ em cũng đi mà mướn cho mình Dương á gì đặng hai anh em đặng tiếp nuôi. Chồng chị Kiều được đông anh em không chị? Thì giống như một mẹ phát cha thì còn anh nên nó hai anh em mà thằng em nó chết hồi hai mấy tuổi đó như còn ấy đó. Giống như là còn anh em ruột nó còn nên đó. Còn chồng chị với chồng nó thì một mẹ khác cha thì còn có chồng chị với nhỏ em gái thôi đó. À vậy hả? Vậy là cũng neo người ha, còn có ba người vậy đó. Cũng như còn có ba anh em đó. Dạ. Mà khác cha nữa đó. Khác cha không đó. Thương nhau rồi. Khác cha. Xuống con. Mấy đứa nhỏ. Đây nè. Chị ơi, chị em hỏi thăm mấy đứa nhỏ có được đi học không? Chị Kiều có cho đi học không? Chưa. Ngồi vậy con. Ngồi vậy. À, có mình thằng đó đi học hả? Thằng đó cũng tới tuổi đi học rồi. Năm nay sao cho đi học nữa nè. Dạ. Cha nó bệnh vậy cha đi học lên đó. Nó ngay bữa hổng cũng nhờ mà chồng cô Ngọc đó rồi đi làm giấy rồi cũng như là cho nó xin vô học lớp 1 đi chứ giờ nó đâu có học mẫu giáo được mà để giúp đỡ nó không biết làm sao á. Còn chị Kiều này thì bây giờ ở nhà vậy thôi chứ đâu có làm gì được đâu đúng không? Ôm ba đứa con mà cho đi làm. Cơm ăn không xong nữa. Dạ. Cơm ăn không xong nữa lấy gì đâu mà làm. Đó, cảnh quá khổ luôn. Quá khổ. Nhưng mà ví dụ thà để ít tiền đỡ, để ba đứa nhỏ thấy tội. Để nó thiếu ăn thiếu mặc, thiếu ăn thiếu mặc cùng ông mình đó ngay cũng nhờ cô bác xuống tiền rồi. Lúc nó thiếu thốn thì cũng cho gạo đồ tiền đồ vậy đó. Lúc này đấy đó, rồi cũng nhờ thương mình ta cũng cho được hết. Dạ cái nhà này hồ nghèo luôn đó hả chị? Hồ nghèo luôn đó. Ừ. Còn lâu mới thoát nghèo được á. Quá rồi chắc không biết chừng nào mới thoát nghèo đây. Chồng nó bệnh vậy rồi mới về đây có năm trời mới mần nổi hay không. Dạ. À, giờ chịu rồi đó. Em quay cái nhà chị cái nha. Cứ quay đi. Dạ. Đó, tự do đi. Đó, quay cái nhà của chị Kiều quay cho mọi người coi. Trời, cái nhà không có gì hết á, còn cái nhà thì vẫn còn xài nền đất á, nền đất như hồi xưa á. Cái này đó lựa cái ồ vạt là đó bà già còn sống á, bà mua gốm người ta bà già nó
dạ. Mới được còn. Dạ. Khổ đúng là khổ luôn á. Đúng ba bức tường luôn á, sau này một bức. Đây một bức và trước này một bức. Chứ xung quanh hai bên bức vách là không có. Mọi người coi cái bức tường mà nó à cái vách mà có bức trọn đây nha, nó lá dừa luôn mà nha. Che mưa che nắng vậy thôi đó. Khổ. Nói vậy cũng khổ. Ngồi đi chị. Dạ. Nhà chị là kế bên luôn hả? Nhà chị kế bên đó. Dạ. Thôi không thẳng biết thôi chứ xuống đây thăm tới nơi rồi mà biết cái hoàn cảnh cũng khó khăn quá. Thảo lấy quà của nhà hảo tâm gửi tặng cho chị đi để cho anh có tiền anh trang trải bệnh viện. Đi bệnh viện vậy là cái đó là có bảo hiểm đúng không chị hả? Có bảo hiểm. Dạ, có bảo hiểm thì nó đỡ chứ còn không có bảo hiểm mà điều trị bệnh đóng được. Tiền tiền mổ mình tiền như là cái gì? Kêu bọn gì quên tiêu để chị nhớ nè. Như tạm ứng á, dạ, cũng hết 20 triệu á. Tạm ứng mai mốt họ điều trị thì nếu mà cái nào có bảo hiểm thì họ tính toán họ trả lại. Đúng dạ. Rồi, mà trước tiên mình cũng phải lo vậy. Dạ, thì mình xoay sở, mình chạy chữa. Để lo cho anh ấy. Đi. Nếu mà anh có khỏe, may mắn mà trúng thuốc mà khỏe thì anh về anh lo cho mấy mẹ con. Đó, cũng dạ. Giá trời với Phật. Cầu mong. Cầu mong cho nó qua vậy, em lo cho mấy mẹ con để thôi ngủ có gì chết luôn, ai dạ, đâu mà lo đúng, cho đúng, nổi. Đúng rồi đó. Hôm nay Thảo ghé sống thăm đâu mà. Sống cái đâu bằng sống với cha với mẹ. Dạ. Ngồi đàng hoàng quá. Hôm nay Thảo ghé thăm chị Kiều thì có các cô chú tin lành nguồn phước ở bên Sydney của Úc á, có gửi cho gia đình số tiền 2 triệu đồng. Thì hiện tại thì ảnh đã đi bệnh viện thì không có anh ở nhà nhưng mà nghe cái câu chuyện thì rất là tội nghiệp. Tại vòng vòng đây cùng mấy bạn hàng xóm, mấy cô chú anh chị hàng xóm giới thiệu nói hoàn cảnh này tôi lắm, nghèo hơn chữ nghèo nữa nên mới dần Thảo tới. Đó, thì thôi tiền thề có chuyến đi tới đây Thảo tặng quà luôn rồi nếu mà có duyên mà trở lại thì thăm lúc đó có anh. Đây chị cầm với chị ha. Dạ 1 triệu đồng. Dạ 2 triệu rồi chị ha. Vậy thôi chị cũng thay mặt chị thay mặt cảm ơn dùm đi chứ thay mặt bên mà chị quyết là thôi nhà từ thiện đó, nhà hảo tâm đó, chị vô cùng cảm ơn và phải giúp đỡ cho em đó, chị cũng không biết nói gì hơn, chị thiệt chị vô cùng cảm ơn đó. Dạ. Chị để chai dầu đi để dành cái chai dầu của chị ha ở bên Mỹ á. Để đó mà sức sức cái gì được, sức mấy đứa nhỏ, sức bùng sức đồ cũng mừng đó, đúng rồi. Để già trẻ gì xài dầu này cũng được hết, dầu này dầu bình thường mà bú nữa rồi, cái bú đó như là bú lành nó cũng không đến đâu. Vậy hả? Nhưng mà giờ lo điều trị cái ung thư trước. Lo điều trị ung thư trước. Bú thì sao? Tại vì không thấy mặt anh á, chỉ có nghe kể vậy thôi, nghe mấy cô hàng xóm thì nói tội nghiệp ấy, thì mới biết. Ai à, không ấy, chị điện lên đi cho cưng thấy. Dạ thôi. Hay được không? Ý là em hỏi để em hình dung được cái hoàn cảnh này rất Trời là khó khăn. Nó cũng như con chằn hiêu, thấy không dám dòm, chị không dám dòm thiệt á. Nhỏ hàng chồng nó đưa ấy lên về chị nhìn nó không dám dòm luôn á, dòm cái mình cầm lòng không có được. Dạ. Rồi thôi. Rồi vậy thôi em ghé thăm gia đình cái em đi ha. Rồi chào chị thôi nha. Chị cũng cảm ơn các nhà hảo tâm nhiều ha. Dạ. Rồi em chào chị Kiều luôn nha. Cảm ơn được kìa, nói cảm ơn được kìa. Rồi vậy lát